giám đốc nữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Ngày hôm nay là một cái ngày rất là vui mừng cũng như rất là phấn khởi cho các bà con tại ấp Vĩnh Hòa 2, xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Khi mà hôm nay là ngày 30 tháng 7 cũng là ngày khởi công để mà mình xây dựng lại cây cầu Ông Quỳnh đó cô chú, anh chị và các bạn ơi. Bây giờ thì mấy chú nè cùng với lại anh Hậu và anh Dũng, chú trưởng ấp cũng như là người dân ở đây rất là tích cực luôn, cũng như là tất bật để mà mình chuẩn bị vào những cái bước mình làm lại cầu. Thì cây cầu là mình sẽ không dỡ để mà vận chuyển đồ đạc qua cho dễ hơn. Còn hôm nay thì sáng tới giờ mấy chú đang đổ cái phần mang cá cô chú để mà mình làm trước. Thì thường là mình sẽ làm phần mang cá trước á để cho nó cứng cáp rồi sau đó mình mới xây dựng cây cầu. Thì ở đây là toàn bộ là mấy chú đều là vòng vòng ở sớm hết, một người một tay một chân lại để mà mình phụ đó. Dạ, ở đây thì có anh Dũng á. Anh Dũng hôm nay thì không biết cô chú anh chị các bạn có nhớ không, anh làm chuyên về kỹ thuật đó để mà mình làm cầu đó cô chú. Chào anh Dũng. Dạ, hôm nay là mình sẽ làm mang cá trước đúng không anh? Mang cá trước rồi. Mang này gọi là mình đổ cái đà luôn. Dạ, sáng giờ là mình đã làm những công đoạn gì hả anh Dũng? Sáng giờ là muốn cua ve nào móc lên là mình tự dứt. Dạ. Đá dứt á. Ở dưới là mình giọng gì anh? Giọng cừ đá. À, cừ đá ha. Cua ve giọng. Dạ, bao nhiêu cây anh? À, bên này là 20 cây. 20 cây. À. Dạ, rồi sau đó là mình mới lấy cái phần đá 46 lên hả? Đá 46 tấn lên. Một tấn lên. Cái chân để mình đổ bắt đầu mình bẻ một cái dĩa sắt. Dạ. Đáng lên cái bằng mới mình đổ cái đà. À. Đổ cái đà. Dạ. Cái này là mình đổ đà gì anh? À, đổ cái đà sắt 12 mình đổ cái đà bê tông á. Dạ, đà bê tông. Coi lấy cho nó chịu ngay cái cầu nó cứng. Dạ. Ở em thấy hình như là bên đây là nó yếu hơn ở chân bên kia đúng không anh? Yếu hơn bên này yếu. Dạ. Vậy mình làm hai bên giống nhau không hay là bên đây? Bên này á làm á là giật căng hai bên nó cho nó bằng lại nha, không cần không có bên nào cứng bên nào cho nó hai bên nó bằng tương xứng lại với nhau. Dạ, hai bên là tương xứng lại với nhau luôn ha. Cô chú anh chị và các bạn ơi, ở phía trong đây thì mấy chú đang bẻ sắt nè, bây giờ con mời cô chú vô trong coi nha. Chào anh Hậu. Đây nay anh Hậu thì cũng chung tay với lại mọi người xuống để mà mình phụ giác cát xi măng luôn cô chú ơi. Dạ, giờ mình đi vô trong anh Hậu. Trong đây đang bẻ sắt anh Hậu. Chào chú Dễ. Nay là mình kêu vật tư gì vô anh Hậu? Chú mắc làm cái mặt cá. Dạ. Cái sắt cầu kia thì mấy anh đang tập trung ngoài kia. Dạ. Chuẩn bị đang có sân bãi làm. À, vậy là mình ở ngoài kia rồi mình chuyển ra đây mình gáp ha. Dạ, con chào mấy chú. Mấy chú này là bên dân ở đây thôi. Dạ, mấy chú là dân ở đây hết luôn. Dạ, nhà mấy chú có kỹ thuật biết bẻ sắt rồi làm mấy cái này rất là gành luôn nè. Cái này là mình bẻ sắt 12 để mình làm cái phần mang cá hả chú? Dạ. Mấy chú đang bẻ sắt với lại tay dây chì với cô chú mình buộc lại á, mình để thành cột để mà mình đổ cái phần mang cá ở dưới. Sắt này mình vận chuyển vô đây cực không anh Hậu? Xe tải nó giao được tới đây. À, giao được tới đây ha. Bữa nay mình làm cái mang cá bên đây, mai chắc mới làm được bên kia quá. Làm luôn ngày nay. À. Vậy là ngày nay là gọi luôn hả chú? Dạ. Dạ. Dạ chú gần đây không? Ở Vĩnh Lợi. Vĩnh Lợi bên đó. À, ở Vĩnh Lợi. Mà qua tiếp bên đây. Đi qua bên đây tiếp hả? Thường mấy chú có hay đi làm từ thiện không? Có hay đi tiếp đi cầu không? Ngày, chứ không có nói thường. À, vậy là ngày nào ở đâu mà chỗ mình làm đó có nhu cầu, có nhu cầu là mình tới ha. Anh em chúng tôi tới. Dạ. Chú thứ mấy chú? Thứ hai tên Hồng. Chú Hai Hồng, còn chú? Tôi cũng thứ hai, Hai Mặt. À. Chú Hai Mặt với chú Hai Hồng với lại mấy chú kia nữa thì ở đâu có xây dựng cầu nhà cửa đâu luôn hả mấy chú? Cứ nếu ở đâu cũng cần là anh em tôi tới. Dạ, tới là làm từ thiện là hoàn toàn là miễn phí luôn cô chú ơi, thì rất là tốt luôn. Sáng giờ mấy chú ăn cơm chưa? Dạ dùng rồi, con mới dùng rồi. Dạ, ăn cơm rồi ha. Sáng nhận cơm rồi hả chú Dễ? Mới ăn rồi, mới ăn vừa xong rồi ra làm đó. À, ăn là ăn ở nhà của cô Năm luôn hả chú? Nhà này luôn. Dạ. Thường ở đây là mấy chú ăn tương nhiều hay sao chứ, hay là có ăn mặn không? Có mấy chú à, còn nhiều ăn mặn không à. Dạ. Sáng có ba chú ăn tương. Ba chú ăn tương, còn nhiều ăn mặn. Dạ. Đổ sáng giờ cũng rất là cực luôn. Sáng giờ. Nhà mấy... chiếc cua que đó chứ không có chiếc cua que là đào không nổi đâu. Dạ đúng rồi. Mấy chú tiếp tục làm nha. Con xin phép ra đây. Dạ, mình đi ra đây chú Dễ ơi. Cô chú anh chị và các bạn ơi, hôm nay thì cái phần mang cá đó là mình phải mướn cua be qua để mà mình đào lên, chứ đào tay thì đào không có nổi. Ủa vậy sao chiếc đó đi qua đây được để mà
Đảo này hả chú vậy? À, đi đường bên Tây ha. Rồi giờ cái chẹt đi qua bên kia. Lòng mà chuẩn bị múc cái mang bên kia. Đây. Ở dưới đây là đá 46 rất là nhiều luôn nè cô chú, để mà mình cái khung sắt hồi nãy mình cũng bẻ theo đường cong á, để mà mình để mà một chút á mình dằn lên cho nó cứng cáp hơn. Mình đi qua đây đi hả chú vậy? Hồ xuống vậy đó, rồi bắt đầu ngang cái mặt đá đó. Dạ. Ngang mặt đá với mấy đảo dây đà thôi. Dạ. Mình đi dài qua bên đây. Mình đi qua đây mình đứng mình sẽ thấy mấy chú đang trộn cái phần hồ nè cô chú. Để mà mình đổ xuống từ từ, sáng giờ thì trời mưa bão quá nên là mấy chú làm cũng rất là cực luôn. Dạ, mưa sáng giờ luôn. Cát với lại xi măng thì ở bên kia mình phải vận chuyển qua hả chú? Dạ, mấy chú vác qua. Cát trước, cát đi. Đổ nước vô xi măng rồi, cát thì không à. Lớp theo những cụm nhỏ đó là được rồi đó. Tại vì cát còn lớp sẵn còn. Còn như cát đây. Ủa cát đây. Ở trên đây mình bẻ cái phần sắt ra hả chú vậy? Cắt cái phần sắt mình lót dưới đó đó. Đó, à, cái miếng dĩ bự luôn. Vậy là mình tận dụng lại. Mình tận dụng lại cái phần sắt này, mình lấy rồi mình lót ở dưới cái mang cá luôn cho nó cứng thêm. Dạ cắt qua nha ơi. Dạ. Còn cái sắt ở bên kia thì mình để dành làm cái mang bên kia. Rồi để làm bên kia. À. Hai bên luôn. Cái dây đà băng ở dưới lấy miếng dĩ này nè để dưới rồi bắt đầu mình mới đổ cái để cái đà kia lên. Dạ. Đổ cái đà đang bẻ đang đất. Dạ. Ngang nó bự gì nó không bị lút. Dạ, vậy là mình di chuyển cái chẹt đó qua lại đó hả chú? Cái phần sắt này nè cô chú anh chị các bạn, thì mấy chú ở đây sẽ tận dụng lại để mà mình làm luôn cái phần mang cá đó. Thì cái dĩa sắt bên đây mình sẽ tận dụng cái mang cá bên đây, còn dĩa sắt bên kia thì mình sẽ để thêm vô để mà mình tạo thêm cái phần cứng á. Tại vì hiện tại là mình để như vậy là cũng không có làm gì cho nên là mình tận dụng luôn. Rồi sau đó thì cái phần cube này nè đang di chuyển qua bên đây để mà một chút á mình đào luôn cái phần mang cá bên đây để mà mình làm giống như bên kia nha. Mình vận chuyển đá nè, đá 12 với lại đá 46 và cát á, mình vận chuyển vô. Rồi, và cái phần nóng để mà mình vọng cừ thì nó nằm ở phía bên đây. Lên chú Năm. Con chào mấy chú. Cho con qua nha chú. Đây, mỗi một bên đó thì mình sẽ vọng là 20 cái nóng. Thì nóng đá là để đây. Này mấy mét hả? Mét rưỡi hả? Một bên là 20 cây. À 20 cây. Đây là cái phần nóng để mà mình để dành mình dọng cái phần bên đây. Còn cát nè, đá nè, mình để mình vác qua bên kia. Ngày nào mà đủ cái mang cá bên kia rồi đó, còn lại thì mình làm cái mang cá phía bên đây. Thiếu rồi, bắt kêu thêm rồi. Thiếu rồi hả chú? Thiếu rồi. Vậy là mình kêu thêm người xe người ta chở vô tới đây cho mình. Cái này nè, qua bển không có được. Không có đường xe. Không đủ đâu. Không đủ. Anh kêu nữa đây. Anh để anh kêu hai khối cát ở đây, không có đủ và anh đâu. Bỏ xi măng đây. Bỏ nó ngay vô bóng dễ nè. Cát không đủ rồi. Nè, dân này là dân chủ chuyên nghiệp đây nè, ta nhìn ta biết liền à. Chục bao đi. Chục bao với hai khối cát không? Ừ, hỏi phải không? Đá, một hai khối đi. Vậy ai cần sáng lắm, mặt bằng sáng lắm luôn. Một hai đi, dùng đủ dễ à. Đủ không? Đủ dùng đi, dùng cát á. Rồi, hai khối. Một hai, đổ hai dây đá, không có đủ đâu. Đổ đá nữa đi. Đổi đá đi. Đổi đá, hai khối cát nữa đây. Dưới chục bao xi măng đi, rồi nào thiếu mình kêu nữa. Mình từ đi chứ để mưa mình đậy rồi thôi. Không có chỗ để. Không có chỗ để. Ừ.
tất cả mấy chú ở đây, cô chú đều là từ thiện hết luôn. Mỗi người thì ở vòng xung quanh cây cầu nè, có người ở xa thì đều tụ họp về đây để mà mình phụ trong cái ngày khởi công mình làm cầu ông Quỳnh ngày hôm nay. Cát đá rồi mình vận chuyển mấy chú vác từng thùng mang qua Quỳnh kia cũng rất là cực luôn để mà mình làm cây cầu. Đổi lại thì sẽ có được một cây cầu thật là đẹp cũng như là thật là an toàn cho các bà con đi qua đi lại được thuận tiện hơn đó cô chú. Đem hai bài, hai cái bài luôn. Chứ lấy dùm hai cái bài. Hai cái bài nữa anh Tư, hai bài nữa. Alo. Chúc mày ra đây. Chúc nó đầy đầy đi. Lấy bài năm ngón bài đỡ đi. Đỡ. Rồi, lấy dùm thêm hai cái bài nữa nha. Hai cái bài nữa. Tại anh em đông quá. Bẻ sắt không? Dạ, cô chú anh chị và các bạn ơi, ngày hôm nay thì con đến đây vào ngày 30 tháng 9, con rất là vui và hạnh phúc vì cây cầu ông Quỳnh đã được khởi công và xây dựng. Sắp tới thì tầm khoảng 20 ngày nữa là cây cầu sẽ được hoàn thành. Do là trời mưa, trời gió, trời nắng cho nên là con cũng với lại mấy chú cũng gia hạn là khoảng 20 ngày. Nhưng mà con cũng sẽ vô từ từ để mà cho cô chú anh chị và các bạn xem được cái quá trình mình làm cây cầu như thế nào nha. Nhân đây thì một lần nữa con xin chân thành cảm ơn đến các chị mạnh thường quân đã yêu thương và hỗ trợ giúp đỡ cho các bà con để xây dựng một cây cầu thật là đẹp ở trong ấp Vĩnh Hòa 2 của xã Vĩnh Nhuận. Đầu tiên thì con xin chân thành cảm ơn chú Nghiệp và cô Dung, thứ hai đó là chú Hưng và cô Vít Kỳ, thứ ba là chú Đạt Dương, thứ tư là chú Ba Chích Lê, thứ năm là anh Jack Cốt Lâm, thứ sáu là cô Hưng Mã, thứ bảy là gia đình bác Kim ở Mỹ, thứ tám là cô chú Diệm, thứ chín là cô chú Luân Đẹp ở Australia, thứ 10 là anh Tùng Nguyễn, thứ 11 là anh chị Du Trinh, thứ 12 là cô Ngô Thiếu Vân, thứ 13 là chú Trần Anh Phát, và thứ 14. Đó là anh Alex Chim Vu rất là nhiều đã hỗ trợ. Ngoài ra thì con cũng xin chân thành cảm ơn các dì mạnh thường quân ở bên cây cầu 600 cũng đã hỗ trợ một phần chi phí để mà mình góp vào xây dựng cây cầu ông Quỳnh. Trong đó có đó là bà Châu Thị Thứng, gia đình cô Rất Hồng, cô chú Thế Phong, anh Jimmy Minh Ngô, Mạnh Thường Quân Diệu Ngọc, cô Sen Nguyễn, anh chị Du Trinh, chú Hưng cô Vít Kỳ, chú Đạt Dương, cô Hưng Mã, chú Nghiệp cô Dung. Một lần nữa rất là nhiều, tất cả những vị Mạnh Thường Quân này đã góp vô rất là nhiều phần để mà hỗ trợ cho cây cầu ông Quỳnh được khởi công trong ngày hôm nay. Con xin kính chúc cho các vị Mạnh Thường Quân lúc nào cũng có nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc nha. Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Thank you.